Nếu như chúng ta muốn xây dựng cho mình một cái kênh ở trên mạng xã hội với một cái tỷ lệ chuyển đổi cao, và đặc biệt là với một số anh chị mà chúng ta nghĩ rằng là cái ngành của mình đó là một cái ngành nó rất là khô khan, một cái ngành mà khó thể nghĩ rằng là nó không thể nào mà chúng ta kinh doanh ở trên online được, thì hôm nay mình sẽ có một cái câu chuyện ở đây đến từ bạn Nguyễn Minh Quốc, là một người mà đi trong một cái thị trường gọi là siêu ngách luôn, và một cái ngành mà người ta nghĩ rằng là ngành này là không thể làm trên online được, nhưng anh Nguyễn Minh Quốc đã làm được một cái việc, đó là có thể bán được những cái đơn hàng ở trên online. Và tất cả những cái đơn hàng của anh đã đến từ việc đó là organic, là những cái nội dung mà hoàn toàn là chưa chi trả những cái đồng tiền quảng cáo nào nữa, mà vẫn có thể tạo ra những cái đơn hàng ở trên mạng xã hội. Và xin chào các bạn, ở đây thì mình đang ngồi cùng với anh Nguyễn Minh Quốc đến từ một cái thị trường ở trong lĩnh vực đó là về thủy sản, thức ăn dành cho thủy sản và những cái thuốc dành cho cái ngành thủy sản. Một cái ngành phải nói là ngách của siêu ngách luôn. Và đây là một cái ngành mà mọi người thường nghĩ rằng là rất là khó để làm ở trên mạng xã hội, rất khó để mà bán ở trên online. Tuy nhiên anh Nguyễn Minh Quốc cũng đã bắt đầu ứng dụng và áp dụng và bắt đầu tạo ra những thành quả. Vậy thì anh Quốc đã làm nó như thế nào và bắt đầu nó ra sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ cái phần giới thiệu của anh Nguyễn Minh Quốc một chút xíu. Thì anh Quốc có thể giới thiệu cho mọi người hiện tại anh đang làm cái lĩnh vực gì và cái công việc của anh như thế nào, và anh đến từ thị trường xin mời anh Quốc ạ. Dạ, em chào thầy với lại các anh chị. Em là Minh Quốc, hiện tại thì em làm trong lĩnh vực thủy sản cũng được hơn 9 năm rồi. À, 9 năm. Dạ, cái ngành của em thì trước đây cũng có nhiều anh chị là làm về cái chia sẻ trên online rồi. Nhưng mà thực sự là cũng có những anh chị rất là thành công trước em. Nhưng mà em thì lúc đó cũng theo để làm, nhưng mà hầu như là mình làm cho vui là chính, chứ còn không có một cái nội dung gì chuyên sâu, hoặc là em không có tập trung chia sẻ giá trị nhiều. Cho nên là giống như là những cái giá trị mà nó mang lại cho mình thì nó cũng không có nhiều, và chủ yếu là chia sẻ. Thực sự là những cái bài học chia sẻ trước đó thì cũng tương đối, và từ lúc mà em học với thầy thì có những cái chiến lược để giúp cho em là giống như mình tập trung vào những cái giải quyết được cái vấn đề của khách hàng á. Thì trong khoảng một tuần đầu tiên thì nó hơi khó, nhưng mà sau qua một tuần rồi lúc em làm nó quen rồi thì em tập trung vào giải quyết toàn bộ những cái vướng mắc của khách hàng. Khách hàng người ta gặp câu hỏi gì thì mình giải quyết câu hỏi đó. Sau khi mình giải quyết xong hết rồi thì mình ứng dụng những cái sản phẩm của mình đang có để mình giải quyết vấn đề cho họ. Giả sử như bên tôm gặp vấn đề về gan, gặp vấn đề về đường ruột, hay là gặp vấn đề về môi trường gì đó thì em giải quyết hết. Sau này khi mà khách người ta gọi tới thì hầu như là người ta chỉ hỏi thêm sơ một hai câu nữa là người ta chốt đơn và hàng nó tự chạy. Thì khoảng 2 tuần khi mà học thầy thì cái hiệu quả nó đang tăng rõ rệt. Dạ, cái đó là những cái mà em học được. Ok anh Quốc, rồi cảm ơn anh Quốc. Thế này anh Quốc có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng là trước đây á, là chắc là anh Quốc cũng biết đến cái chương trình 21 tuần luyện content chuyển đổi trước đó đúng không? Nhưng anh Quốc có thể chia sẻ cho mọi người biết là trước đó lý do vì sao mà anh vẫn chưa quyết định tham gia, mà sau này thì bắt đầu anh mới quyết định đăng ký cái chương trình được không ạ? Có nghĩa là trước đó anh có suy nghĩ gì, hay là có những cái trăn trở gì, hay là có những cái lo lắng gì không? Dạ thì trước khi mình quyết định để mà đăng ký học thì cũng suy nghĩ là không biết học thì nó có hiệu quả hay không, cho nên là cũng hơi băn khoăn. Thì em cũng suy nghĩ chắc cũng mất khoảng 5-6 ngày gì đó. Sau đó thì em mới đăng ký học theo tuần để học thử. Thì thật sự là qua cái ngay buổi học đầu tiên là em thấy thầy chia sẻ về cái lộ trình nó rất là rõ ràng. Chiến lược từ tuần 1 cho đến tuần thứ 21, mà thầy nói là có thể là lên tới tuần thứ 25 luôn, nhưng mà em học qua tới tuần thứ 2 là em đã thấy hiệu quả rõ. Đặc biệt là trong tuần thứ nhất thì thầy đưa về một cái chiến lược tổng thể nó rất là hay, và em áp dụng ngay rồi cái đó liền. Tức là thầy nói là chọn một cái thị trường, chọn một sản phẩm, tập trung mọi cái câu chuyện về một sản phẩm đó, và sản phẩm mình nó giải quyết được vấn đề gì của khách hàng, thì từ một cái ngách đó mình bắt đầu mình phân tích rộng ra là những cái gì mà khách hàng người ta đang quan tâm thì mình giải quyết hết. Thì lúc đó là khi khách hàng người ta từ chối thì cũng dễ xử lý hơn. Hoặc là giống như cái câu chuyện của mình đã làm xong thì mình đưa cho những cái bạn làm chung với mình á, người ta nghe lại, hoặc là mình có thể mình copy để mình đưa cho khách hàng á, người ta có thể người ta quên thì người ta nghe lại thì nó cũng dễ hiểu hơn. Em thấy cái đó là cái nhanh nhất. Hay quá anh. Rồi, thế thì bây giờ nhá, sau đến nay là của anh là được khoảng 4 tuần nhỉ? 4 tuần tham dự với chương trình rồi đấy. Thì cái mà anh thấy những cái so với những cái suy nghĩ trước đấy á, thì bây giờ anh suy nghĩ thay đổi nó như thế nào về cái chương trình này? Dạ thì em
Cảm ơn thầy về cái chương trình này rất là nhiều ạ. Thật sự là trước đó là em cũng có tập làm nội dung, nhưng mà gần như là mình làm chừng đo một tuần là bị bí ý tưởng. Nhưng mà bây giờ là một ngày em có thể làm 4 video mà cũng không có cạn ý tưởng luôn. Và bây giờ cái câu hỏi trên kênh của em là liên tục, gần như là em trả lời không kịp luôn. Thì sắp tới em chắc phải tập live stream để mà trả lời hết những cái câu hỏi mà khách người ta hỏi mà mình chưa kịp làm video để mà trả lời đó. Thì em nghĩ là với cái chương trình này là những anh chị nào mà đang khó khăn trong cái việc mà bán hàng hoặc là hỗ trợ khách hàng từ xa đó, thì cái chương trình học thầy nó rất là ý nghĩa và có thể chuyển đổi nhanh được ạ. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì trong cái quá trình mà anh học ấy, thì điều mà anh cảm thấy thích nhất với chương trình của bên em đó là cái gì anh nhỉ? Điều mà em thích nhất là những cái ví dụ của thầy, tức là những cái case study ấy, là thầy đã làm rồi, thầy ứng dụng từng cái bước trong cái những sản phẩm mà thầy làm trước đây, thì em ứng dụng cũng y chang. Giả sử như thầy nói là về cái góc độ là nguồn cung chẳng hạn, hoặc là góc độ về hàng hóa, dù sản xuất từ cái gì, công nghệ như thế nào, rồi nó giải quyết cái vấn đề gì đó, thì em ứng dụng y chang luôn. Tức là từ một cái câu chuyện của thầy là em có thể em sáng tạo thêm của bên em, thì em thấy là nó rất là hay. Tức là thầy có những cái bài tập cụ thể để mà dẫn chứng luôn, chứ không chỉ đơn giản là nói lý thuyết, cho nên là em thấy nó rất là hay ở cái đó. Bởi vì sao, khi mà mọi người làm nội dung anh, thì trước đây mọi người hay bị một cái sai lầm, đó là mọi người không có tìm hiểu sâu về mặt về sản phẩm. Từ cơ chế cái sản phẩm nó giải quyết vấn đề cho cái khách hàng ra sao, rồi từ việc đó là cái ý tưởng, mọi người bị cạn trong việc đó là về ý tưởng, mọi người không có làm được về cái ý tưởng là chỉ có được một ít thôi. Mà trong lúc đó cái việc mà để cho cái nội dung và cái kênh của mình nó đi được xuyên suốt và nó cuốn hút và nó sự thuyết phục cao ấy, thì nó luôn phải đến từ việc đó là mình phải có một cái nguồn ý tưởng nó dồi dào. Vậy thì nguồn ý tưởng nó phải luôn bắt đầu từ đâu? Nguồn ý tưởng nó phải bắt đầu từ cái khách hàng, từ mình hiểu về cái thị trường của mình, từ mình hiểu về cái rất sâu về sản phẩm, về cơ chế của sản phẩm. Và đó là lý do vì sao là trong cái 1-2 tuần đầu tiên ấy, em phải tập trung vào cho việc đó là mọi người hiểu được rất rõ về cái sản phẩm của mình. Thì khi mà mình hiểu rất rõ về cái sản phẩm ấy và hiểu về cơ chế, thường là mọi người có hiểu nhưng mọi người sẽ hiểu là không đi cặn kẽ được. Và chính vì không hiểu cặn kẽ được ấy, thì nó dẫn tới đó là gì? Đôi lúc là cái việc mà mình truyền thông ra bên ngoài ấy, nó là một cái câu chuyện khác. Và khi đội ngũ bán hàng, nó lại là một cái câu chuyện khác. Đấy. Và chính hai cái này nó mâu thuẫn với nhau. Xong khách hàng họ thấy là khi mà tôi thấy quảng cáo là như thế này, đến lúc mà tôi được bán thì như thế này, nhưng khi tôi mua thì nó là một cái kiểu khác, thì dẫn tới nó không logic lại với nhau. Đấy, thì em hay gọi là trong cái việc mà mình làm về marketing, mình truyền thông ấy, đó là mình phải nói lên những cái sự thật mà khách hàng người ta không hề biết. Đấy. Thì phải cho họ nhìn thấy nó rõ ràng ra. Thì khi mà người ta thấy rõ ràng là từ việc mà mình truyền thông từ bắt đầu như thế nào, xong quá trình họ dùng sản phẩm ra sao, đến lúc mà họ đã có kết quả, thì họ luôn hiểu được là tại sao dùng cái này có kết quả, và ai thì nên dùng cái sản phẩm này và ai thì không nên dùng sản phẩm này. Và người ta làm rõ được về những cái câu chuyện đó. Rồi, thì khi mà người ta làm rõ được cái này rồi, thì cái việc mà mình làm về content nó sẽ không bị cạn ý tưởng, đúng không? Thứ hai đó là cái đội ngũ bán hàng ấy, họ cũng bán đúng chuẩn về cái điều đó luôn, và khách hàng họ cũng nhận đúng cái thông điệp đó luôn. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả, nó sẽ một cái sự đồng nhất với nhau. Và chính cái sự đồng nhất đó nó sẽ làm cho mình một cái thương hiệu nó phát triển một cách bền vững. Đấy. Đúng không anh? Đấy, thì đó cái mà mình sẽ tập trung vô việc mà mình làm ở trong những cái mình phải đồng nhất lại với nhau. Và sau đó thì mình sẽ dựa trên cái nguyên lý đó để mình phát triển, mình mở rộng ra về mặt đó là về ý tưởng. Và cái mà để kênh nó khỏe mạnh và nó tạo ra cái tính chuyển đổi cao ấy, thì phải đến 75% nó nằm ở ý tưởng. Còn cái phần thân phía đằng sau ấy, thì nó là mình phải phân tích gốc rễ mà mình làm có một cái bố cục nó chuẩn đấy. Thì sau đó là về mặt về ý tưởng ở tiếp cận ở những cái góc độ khác nhau để mình kéo vô nữa thôi. Thì cái ý tưởng nó chiếm đến 75%, và thêm 25% còn lại đó là về cái ngôn từ, cái câu chữ làm sao để mình dẫn dắt, mình thuyết phục khách hàng để người ta tăng tính chuyển đổi. Và rất vui đó là khi mà anh chỉ mới áp dụng có 2 tuần đầu tiên thôi, nhưng đã bắt đầu tạo ra cho mình những kết quả, đúng không? Và nếu như anh vẫn tiếp tục áp dụng những cái chiến lược mà mình đang học ở trong 21 tuần này, mà dù chỉ mới bắt đầu 4 tuần thôi nhé, thì anh nghĩ là trong tương lai khoảng 1 năm tới thì cái kết quả kinh doanh của anh sẽ thay đổi như thế nào? Thực sự thì em cũng chưa tưởng tượng được 1 năm sau nó như thế nào, nhưng mà nó rất là nhanh luôn thôi. Tại vì trước đó là em cứ nghĩ là ít nhất mình phải làm phải một nửa trong số tuần ở đây, giả sử như phải mười mấy tuần chẳng hạn thì nó mới có kết quả, nhưng mà nó nhanh hơn cái mức mong đợi của em.
Anh vẫn chưa hình dung ra được là nếu mà mình bây giờ vẫn duy trì, em thấy là anh vẫn rất là chăm chỉ, là một ngày ba bốn cái. Là một ngày em làm tối thiểu là 3 cái, 4 cái, có khi em làm 5 cái luôn. Với lại cái ý tưởng của mình bây giờ nó đến từ khách hàng luôn thầy. Tức là trước đó là khoảng một tuần đầu tiên là mình bị bí ý tưởng, sau đó là em lên mạng em tìm những cái vấn đề mà khách hàng hay làm, xong rồi giống như mình soạn một cái câu hỏi giá đi, rồi mình tự trả lời, nhưng mà nó lại là vấn đề của khách hàng, nhưng mà trước đó người ta chưa hỏi. Còn bây giờ thì ý tưởng của em là từ khách hàng đến hết, và gần như là mình trả lời không kịp luôn. Thế thì bây giờ hiện tại nhé, cũng có rất nhiều người họ mong muốn đăng ký tham dự chương trình này, nhưng họ vẫn còn lo lắng, họ suy nghĩ là không biết là chương trình này có hiệu quả hay không, có thực tế hay không, có chất lượng hay không, rồi họ có dễ áp dụng hay không, đúng không ạ? Hay là họ nói rằng là họ vẫn chưa giỏi về mặt về kỹ thuật, chưa giỏi quay về video, có nghĩa là họ có rất là nhiều cái khúc mắc khác nhau. Đấy, thì với anh là một người đã học cái chương trình này đấy, đã có trải nghiệm, đã có kết quả rồi, thì anh có điều gì muốn chia sẻ với những người mà họ đang mong muốn tham dự chương trình nhưng họ vẫn còn ngần ngại không ạ? Thì theo cái góc độ trải nghiệm của em trong 4 tuần học vừa qua, thì nếu như anh chị mà vẫn còn băn khoăn thì chúng ta đăng ký ngay đi, bởi vì thời đại thông tin thì bây giờ nó trôi cơ hội rất là nhanh, cho nên là nếu mà chúng ta không học sớm, áp dụng sớm thì biết đâu đó ngoài kia là những người khác người ta làm cùng ngành với mình, người ta chớp cơ hội thì người ta làm nhanh hơn. Cho nên là chương trình của thầy nó rất là thực chiến, tức là thầy có thể là tư vấn những cái lúc mà ngoài cái giờ học Zoom ra, thì khi mà mình gặp cái vấn đề gì thì nhắn tin riêng thì thầy sẽ sửa bài tập ngay tại chỗ luôn. Dù như em có nhiều cái em làm chưa có chuẩn theo cái công thức thì em hỏi thầy, thì thầy chỉnh ngay tại chỗ thì mình làm lại nó sẽ tốt hơn, và nó giúp như nó từng bước theo cái lộ trình mình làm. Chính xác đấy. Cầm tay chỉ việc rất là kỹ. Bởi vì nguyên lý của em là cái những cái nội dung mà trong 21 tuần này ấy, đó là những nội dung mà em làm nó hàng ngày. Vậy nên là em muốn cho mọi người thấy rằng là một cái sản phẩm ấy, nếu mà công ty chỉ có 1-2 sản phẩm, thực ra là chúng ta không cần phải đến nhiều người làm marketing đâu, mà một mình vẫn có thể mình cân được nguyên cả marketing về marketing được. Đó khi mà chúng ta làm quá nhiều sản phẩm chúng ta mới cần những cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 1-2 sản phẩm thì hoàn toàn là chúng ta có thể làm ra được cái điều đó. Bởi vì là đã nghĩ ra được cái công thức để một mình chúng ta có thể làm được. Đó. Rồi sau đó là chúng ta có thể hoàn toàn cân được nguyên cả cái team về marketing. Đúng không? Chứ chúng ta không cần phải nó quá nhiều. Nên là cái vì sao là em phải là người trực tiếp để mà hỗ trợ, bởi vì là mình làm và mình hỗ trợ cho mọi người ấy, thì nó nhanh hơn, nó hiệu quả hơn và nó đúng hơn. Và đó là lý do từ cái việc mà khi mà mọi người đăng ký về chương trình ấy, là sẽ làm việc trực tiếp với em luôn. Sau đó khi trong quá trình học là mình dạy trực tiếp, sau đó hỗ trợ thì mình hỗ trợ trực tiếp. Chỉ có đó là gì ạ? Mình sẽ cân đối về mặt về thời gian. Đó là mình sẽ đào tạo vào một buổi cố định, đó là tối thứ sáu hàng tuần. Sau đó là mọi người hỗ trợ ấy, thì là 8 giờ tối cho đến 9 giờ rưỡi tối là mọi người nhắn, là mình sẽ vô mình sửa trực tiếp luôn. Và sửa trực tiếp như vậy thì lúc đó sẽ giúp cho mọi người nhanh hơn. Đấy, còn nếu mà qua một cái người hỗ trợ nữa thì nó lâu hơn. Đấy, trừ khi mà sau này lại phải có một cái người mà họ đã phải thực chiến, họ phải làm được giống như mình đấy, thì lúc đó họ vô hỗ trợ thì mình mới sẵn sàng để cho họ hỗ trợ được. Còn nếu mà chưa thì mình vẫn phải đi vô, bởi vì đó là cái mà em mong muốn. Và thực tế là khi mà anh để ý nhé, là khi mà anh được em hỗ trợ khoảng tầm vài ba buổi xong cái tự anh biết làm rồi. Đúng không? Anh không cần đến sự hỗ trợ nữa. Có là lâu mới cần một cái lần thôi. Thực ra nghe cái đó nó có phải là nếu mà hỗ trợ nhiều học viên thì mình cứ làm. Nhưng thực ra mình cứ làm như vậy một thời gian ấy, là bắt đầu mọi người đâu cần hỗ trợ nữa. Bởi vì đây là cái kinh nghiệm mà trong quá trình em làm. Đó là lý do vì sao chương trình này em luôn support một phía đằng sau rất là nhiều, để cho mọi người gia tăng nhanh tốc độ để có kết quả. Và lúc đó em sẽ hiểu và em tương tác, thì lúc đó em sẽ giúp cho mọi người làm gia tăng cái tốc độ của mình nó nhanh hơn. Cảm ơn anh. Và nếu như những anh chị nào mà chúng ta muốn đăng ký về cái chương trình này đó, thì chúng ta có thể để lại tên, số điện thoại, và Linh sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho tất cả anh chị chúng ta về cái chương trình 21 tuần luyện content chuyển đổi cao trên mạng xã hội. Và anh Quốc có sẵn sàng là em sẽ đưa cho mọi người thấy những cái kênh của mình, để cho mọi người có thể xem là anh Quốc là anh thực sự là anh làm và anh có tính chuyển đổi trên đó. Anh có sẵn sàng không ạ? Dạ, cái đó em sẵn sàng ạ. Tại vì em cũng thích là chia sẻ, thực sự em cũng là người chia sẻ. Trong cái ngành của em, nó là cái thị trường rất là khó, tại vì nó liên quan đến cái rủi ro cho người nuôi tôm nữa. Cho nên là nếu mình chia sẻ mà nó không đúng thì nó tội nghiệp người nuôi. Cho nên là em sẵn lòng những cái gì mà em nói thì em làm được em chia sẻ hết. Và em cũng mong là thầy chia sẻ để cho những anh chị khác còn đang lo ngại hay băn khoăn gì đó, thì người ta có cái gọi là cái kết quả để người ta tự tin người ta đăng ký. Cảm ơn anh Quốc rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay.
Và anh chị, chúng ta muốn làm những cái nội dung để mang tính chất chuyển đổi cao, để lan tỏa và chúng ta bán ra được cái đơn hàng. Và chúng ta giống như anh Quốc, đó là gì? Đó là anh Quốc chưa hoàn toàn trả những cái đồng tiền quảng cáo nào, nhưng đã chuyển đổi ra được đơn hàng rồi. Còn khi mà chúng ta chạy quảng cáo nữa thì câu chuyện nó khác, đúng không? Ở đây đó là anh Quốc chỉ mới là dừng lại là vẫn chưa có chi trả tiền quảng cáo, chỉ là nội dung, đăng nội dung miễn phí, đăng nội dung miễn phí. Mà đó bắt đầu đã có những cái tính hiệu ứng về cái chuyển đổi về mặt đơn hàng ở trên mạng xã hội rồi. Thì đó là điều rất là tuyệt vời. Đó là khi mà chúng ta đi đúng hướng, chúng ta làm đúng cách thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó rất là cao. Và cảm ơn anh Quân một lần nữa rất nhiều. Cảm ơn anh Quân. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh Quân. Dạ vâng.